trời. Đấy các tạo này cho em. Em đây đi làm gì nào? Cắt lại nhuộm. Cắt túi nhuộm. Ừ. Cái bộ của trang. Em kiểm tra tóc em một chút nha. Ừ. Anh thấy thì tóc em hơi khô thì em muốn nhuộm một chút. Vâng, anh muốn tẩy. Anh cứ bảo là lâu anh tẩy rồi. Em muốn cắt kiểu gì chưa? Em bấm một cái cây sơ hơn. Rất dễ để em dài. Đúng dài. Dài. Thế thì mình sẽ uốn hơi nhẹ chút là để mặt mình chặn qua ra sau đó sẽ nhuộm trên màu. Em đừng chờ ai đợi ai mong chờ. Nhớ chút tinh dầu nhá. Về này chồng cũng nhận ra. Đúng rồi. Nào ai cũng hiểu ngay sau đó.